Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ngọc Khánh chuyên loa bầu. Các bạn thân mến, bóng đá đã qua rồi. Bây giờ chúng ta lại quay trở lại với những dàn karaoke, với loa, với đài, với những cái sở thích của mình. Thưa các bạn, trong những ngày vừa qua thì có rất nhiều các bạn vẫn thường xuyên điện thoại hỏi tôi rằng anh ơi, mua một bộ như thế này, ghép cái này với cái này có hợp lý không? Anh ơi, tại sao cái này giá ở chỗ này nó là 10, giá ở chỗ kia nó là 9? Trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ không nói về bán hàng nữa, không giới thiệu hàng hóa sản phẩm nữa, mà tôi với các bạn cùng đi tìm hiểu xem là tại sao mà cùng một sản phẩm nhưng chỗ này thì 10 đồng, chỗ kia 9 đồng, thậm chí có những chỗ khác 7 đồng, 6 đồng. Phải chăng cái nghề buôn bán hàng đã qua sử dụng, lãi suất nó quá cao, đâm ra là giá nào cũng bán được? Hay là nó có còn những cái nguyên nhân nào khác? Nào, chúng ta hãy cùng nhau xem xét. Các bạn thân mến, nói về đã hàng đã qua sử dụng, khi mà các bạn bỏ tiền ra mua, có nghĩa rằng các bạn đang mua cái giá trị còn lại của hàng hóa, chứ không phải là mặt hàng mới tinh mà chúng ta bỏ tiền ra để đổi lấy cái giá trị. Chúng ta chỉ mua được cái giá trị còn lại thôi. Thế thì bản thân cái giá cả của một cái hàng hóa nó được quyết định bởi rất rất nhiều những yếu tố. Thứ nhất, chắc chắn rồi, cái đầu tiên chúng ta quan tâm đó là nó còn zin hay là không, nó còn đẹp hay là không. Đây là cái mà chúng ta quan tâm nhất, phải không ạ? Tôi lấy thí dụ, trên tay tôi là một chiếc Jaguar 203 Ba La Mã. Thế thì vẫn là chiếc Amli này. Thế nhưng mà có chỗ thì chẳng hạn như tôi đang bán ra thì với một chiếc Amli như thế này thì có cái giá là 6.800.000 đồng. Nhưng cũng có thể có các bạn khác bán với cái giá cao hơn hoặc thấp hơn. Vậy thì chúng ta cùng nhau xem là vậy thì cái 6.800.000 đó chúng ta mua được những cái gì. Trước hết, các bạn có được một chiếc Amli zin đẹp. Đấy là điều đầu tiên chúng ta quan tâm đến. Mặt mũi nó phải còn zin này, máy móc nó phải còn đẹp này, chưa qua sửa chữa. Vậy đây là một yếu tố cơ bản để cấu tạo nên cái giá thành sản phẩm. Yếu tố thứ hai đó là cùng là một chiếc Amli như thế này thôi, nhưng nếu như đã qua xử lý, tức là người chủ chiếc người ta dùng nó không được giữ gìn, hoặc trong một cái môi trường nó không được tốt, thì lúc đó cái giá cả nó sẽ khác đi. Cụ thể như ở đây các bạn đang nhìn thấy, nếu như một chiếc Amli mà chạy với cường độ lớn, tức là chạy với cái âm với cái cường độ lớn thời gian dài, thì chắc chắn rằng sò xiếc các thứ nó cũng sẽ kém đi. Đồng thời ở những cái phần chịu nhiệt, những cái linh kiện nó phát sinh ra nhiệt ấy, thì bao giờ nó cũng sẽ bị nóng và cái phíp nó sẽ đổi màu. Cụ thể riêng đối với dòng Ba La Mã thì các bạn thấy ở cái phần đóng dơ le rất dễ đổi màu. Còn nếu như chiếc Amli đó mà để trong một cái môi trường không được tốt lắm, thí dụ ở cái môi trường nó vệ sinh nó kém, hoặc là ẩm ướt, hoặc là muối biển vân vân, thì giá cả nó cũng khác. Chẳng hạn như các bạn nhìn thấy ở chiếc Amli này, cái biến thế này này, đấy, nó vẫn còn mới đẹp như thế này, thì đương nhiên giá cả nó phải khác. Đấy. Đồng thời chúng ta quan sát ở những cái chi tiết khác mà nó hay bị hao mòn, nó hay bị tác động bởi yếu tố người dùng và cái môi trường xung quanh. Chẳng hạn như là cái dàn chiết áp,
nó còn sáng sủa như thế này thì giá nó là như vậy. Thế nhưng nó đã xỉn, nó đã hoen ố, nó xỉn hoặc là nó đã bị thay thế thì giá cả nó phải khác. Đấy là điều đương nhiên. Đấy là cái yếu tố thứ hai, là cái ý thức giữ gìn cái cách thức sử dụng của người chủ trước nó như thế nào. Lại một vấn đề nữa, đó là khi mà chúng ta xem xét chẳng hạn như một chiếc Amli đã qua tuốt tát, đã qua mông má đấy, thí dụ như là cái mặt sau này nó cũ quá rồi phải in nó lại, cái mặt trước này nó xước sát quá rồi phải in nó lại, thì giá cả nó cũng kém đi, bởi vì nó xấu thì mới phải in. Nhưng mà cái mặt nó xấu thì chắc chắn cái ruột nó cũng xấu. Các cụ có câu là con lợn có béo thì lòng nó mới ngon. Vậy thì khi gặp những chiếc Amli mặt mũi in lại, chắc chắn chúng ta phải đặt vấn đề tại sao mà người phải mà phải in lại, chứ không phải tự nhiên chúng tôi thừa tiền chúng tôi đi in lại, phải không ạ? Đấy là cái vấn đề sửa chữa mông má. Chưa kể đến những cái ở bên trong, chẳng hạn như một chiếc Amli 203 ba la mã, thì cái quan trọng nhất trong chiếc Amli này đó chính là cái vỉ vang. Chúng ta hát hay hay không, mượt hay không, nó là do quyết định ở cái vỉ vang. Vỉ vang này các bạn nhìn thấy cái vỉ thứ ba từ trên xuống đó. Thì với một cái vỉ vang zin thì giá cả nó phải là như vậy. Thế còn nếu như cái vỉ vang này đã bị rút ra để làm cái gì đó, thay bằng một cái vỉ vang khác, thì giá của chiếc Amli này chỉ còn 2 phần 3, thậm chí không bằng, không bằng 2 phần 3 luôn. Đấy, chứ chúng ta cũng đừng nghĩ rằng là cái nó có cái ngon bổ rẻ. Không có đâu. Những cái mà chúng ta gọi là ngon bổ rẻ thì không bao giờ có, không bao giờ tồn tại cả. Đã ngon thì không có bổ, không có rẻ. Vấn đề tiếp theo nữa chúng ta cần phải xem xét khi mà chưa tác động đến cái giá cả khi mà chúng ta quyết định mua. Đó là cái dịch vụ hậu mãi như thế nào. Dịch vụ hậu mãi của người bán như thế nào. Thưa các bạn, tôi không dám lấy một cái thí dụ ở đâu xa, mà tôi chỉ dám lấy thí dụ từ bản thân tôi mà ra. Khi bán một sản phẩm như thế này, chúng tôi bảo hành 12 tháng. Bảo hành các bạn 12 tháng luôn. Mà không những bảo hành 12 tháng, mà tôi còn bao hồi 12 tháng. Tức là trong vòng 12 tháng, các bạn muốn nâng cấp, nâng lên hay nâng xuống, thậm chí là các bạn cần tiền vào một việc gì đó, thì các bạn cứ mang lại đây thôi. Vẫn nguyên vẹn như cũ, hoạt động như cũ. Ok, tôi trừ 15%. Thế thì ở đây các bạn lưu ý một chút, là không phải cái 15% đấy mà người bán chúng tôi được cả. Không phải đâu. Mà chúng tôi chỉ được đâu đó loanh quanh khoảng 1 phần 3 chỗ đó thôi. Bởi vì các bạn phải hiểu là để có được một cái số tiền dự trữ ở đó, thường trực ở đó, để bất kể lúc nào các bạn mang hàng đến thì tôi đều rút tiền là tôi trả luôn. Vậy thì cái tiền đó cũng phải, tôi cứ cho là phải đi vay đi, phải không? Phải đi vay đi, mà vay ngân hàng đi cho nó tiêu chuẩn đi. Thì như vậy cái số tiền đó chúng tôi phải nằm chết dí ở đó. Như vậy lãi suất mỗi một năm loanh quanh đâu đó 10% rồi. Vậy thì chỉ còn lại có 5% để khấu hao cho một chiếc máy. 5%. Thế chứ còn không phải tiền nó tự nhiên nó mọc ở trong túi tôi ra để mà tôi đưa các bạn luôn, phải không ạ? Thế còn các bạn dùng tiền đó để các bạn nâng cấp tiếp hay là hạ xuống hay là dùng vào một việc khác, đấy là quyền của người mua, quyền của khách hàng. Chứ tôi cũng chẳng bao giờ tôi ép các bạn phải thay, phải đổi sang cái nọ hay đổi sang cái kia. Cái đó không bao giờ. Cứ đưa tiền cho các bạn
nếu như các bạn cảm thấy vẫn còn tin tưởng. Và bản thân tôi lúc đó có những mặt hàng thích hợp thì các bạn mua tiếp. Thế còn có thể lúc đó tôi không có những mặt hàng mà các bạn yêu cầu thì các bạn đi chỗ khác mua. Cái đó bình thường, phải không? Đó là cái dịch vụ hậu mãi. Nó cũng tác động đến cái giá thành của sản phẩm. Bây giờ nếu như các bạn đòi hỏi là mua phải rẻ. Rẻ, bình thường tôi bán 6 triệu 8, nhiều bạn mặc cả 5 triệu. Không có đâu ạ. Không có đâu. Tôi không ngờ tôi bán mặc cả. Thế cho nên là khi mà chúng ta xem xét một cái hàng hóa thì chúng ta phải xem xét đến nhiều yếu tố đi kèm với nó. Chứ không phải là chỉ có mỗi một mình nó đâu. Phải không? Thế cho nên là hôm nay thì mùa bóng vừa mới hết. Và ngày hôm nay ngày đầu tuần thì tôi cũng chỉ có một số những cái tâm tư để chia sẻ cùng với các bạn khi mà các bạn mua hàng hóa. Chứ hôm nay thì không muốn bán gì cả bởi vì là cũng hết loa rồi. Thế còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn luôn mua được những sản phẩm ưng ý.